Mình chơi với. Đã lùn mà còn mang dép thì chơi cái gì? Hải này, con hãy trở thành một cầu thủ thật giỏi vào nhé. Vâng ạ. Này chàng trai, có muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp không? Chàng trai, tiếp tục nào. Còn Hải đón được bóng, anh sập thẳng vào khung thành đối phương. Một, hai cầu thủ rồi. Cơ hội đang hiện lên trước mặt anh, sắp có rồi. Tình huống chơi bóng vô cùng nguy hiểm và đây sẽ là một quả phạt trực tiếp. Đã lùn mà còn mang dép thì chơi cái gì? Con hãy trở thành một cầu thủ thật giỏi vào nhé. Hãy cùng biến ước mơ trở thành hiện thực nào. Biết bơi lớn là cả triệu con tim. LG thắp lửa những giấc mơ.